Các bạn thân mến, thời gian vừa rồi thì đã có rất là nhiều bạn đặt sách bộ sổ tay văn học của chị Hiên và các bạn ấy thắc mắc một điều rằng là không biết phải làm như thế nào để có thể quét được mã QR và nghe audio trực tiếp ở trên sách. Thì ngày hôm nay ở trong phần video clip này, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quét mã QR thật là đơn giản với chiếc điện thoại thông minh của chúng mình các em nhé. Các bạn ơi, hiện tại thì sẽ có hai cách để chúng mình có thể quét được mã QR. Ở đây thì chị có một chiếc smartphone như thế này. Và hãy nhớ rằng là bên cạnh bộ mở bài, bộ kết bài chúng mình được tặng kèm, thì các em còn được tặng kèm một món quà vô cùng xinh xắn, đó chính là một chiếc audio card, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây rất là xinh xắn. Và với chiếc thẻ vạn năng này, các em có thể nghe audio bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần chiếc điện thoại của các em được kết nối wifi và 3G. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem làm cách nào để có thể nghe được audio nhá. Ở đây các em có thể nhìn thấy này, chúng mình có hai cái mã QR ở đây. Và ở đây hiện tại chị đang có thứ nhất là một cái app để chúng mình có thể quét mã QR. Cái này thì chị tải ở trên CH Play. Hoặc là nếu như mà ở trên iOS, ở iPhone thì các bạn cũng có thể lên trên App Store để tải một cái phần mềm quét mã QR về. Cách thứ hai chúng mình có thể sử dụng đó chính là một cái app rất là quen thuộc với các bạn, đó chính là Zalo. Thì đây chị sẽ sử dụng Zalo trước nhá. Với Zalo đây, vừa rồi thì chị cũng đã thử quét, nên là bây giờ chị sẽ quay trở lại. Các em có thể nhìn thấy này, rất là đơn giản nhá. Chúng mình vào Zalo và chúng mình sẽ thấy này, ở đây nó có một cái hình giống như mã QR như thế này. Và chúng mình chỉ cần kích vào đây là được. Sau đó chúng ta sẽ để ở phần mã này, chúng ta sẽ để ở đây cái mã QR đó. Và người ta sẽ đưa ra một câu hỏi, chúng ta sẽ OK là được. Được chưa nào? Thì đây chúng ta đã có audio để nghe rồi. Việc rất đơn giản là lựa chọn tác phẩm muốn nghe và click vào. Ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ cùng thử xem có được không nhá. Đó. Vậy là chúng ta đã có audio để nghe rất là đơn giản đúng không các em? Ở đây chúng ta còn có thể nhận tài liệu này. Được chưa ạ? Thì đó, rất là đơn giản như vậy. Chúng ta có thể sử dụng cái app Zalo để quét, được không ạ? Chúng ta có thể sử dụng app Zalo để quét, hoặc là có thể sử dụng app này cũng như bình thường thôi. Cũng click vào và cũng quét như vậy. Ấn tiếp theo là nó sẽ ra cái phần audio mà chúng ta muốn nghe. Thêm vào đó cũng có một cái điều rất là tiện dụng, đó là ở trong mỗi cái cuốn thơ như thế này thì chúng mình cũng đã có một cái mã QR riêng rồi, và các em cũng có thể quét cái mã này để các em nghe audio nhá. Chị hy vọng là với bộ sổ tay văn học của chị, vừa kết hợp phần đọc này, lại có thể kết hợp phần nghe, thì các em có thể học văn tốt hơn, học văn dễ dàng hơn và không còn sợ môn học này nữa. Nếu như cảm thấy bộ sổ tay văn học của chị, phiên bản limited này mà bổ ích đối với các em, cảm thấy thú vị, thì hãy nhanh chóng chia sẻ bộ sách này với bạn bè của mình các em nhé. Hẹn gặp lại các bạn của chị ở trong những phần video clip hướng dẫn học thật hiệu quả với bộ sách của chị Hiên vào lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.